Khả Năng xin kính chào tất cả các vị chị và con cô bác toàn thể mọi người nhé. Hôm nay Khả Năng đang ngồi trên một chiếc xe khá là thông dụng, mẫu xe Hyundai i10 số tự động, động cơ 1.2 bốn máy đời 2018, xe gia đình các bạn, đi 8 vạn 8 này, xe chuẩn gia đình nhé, chưa tua đồng hồ đâu. Tua đồng hồ thì tua 4 5 vạn thôi, nhưng con này đang 8 vạn 8 là đồng hồ chuẩn nhé. Xe tư nhân chính chủ, đầu đó là biển Quảng Ninh hay sao ấy, biển Quảng Ninh nhận một chủ tư nhân từ đầu. Xe rất là đẹp, hôm nọ có con 2019 thì em để cho anh Giang người Hạ Long rồi. Màu đỏ đấy, nay là 2018, màu đỏ nó em bán mà 338 triệu đồng, 348 triệu rồi thì đúng hơn. Nhưng con này thực ra cái bản anh em nghĩ là cái bản sedan thì nó sẽ đắt hơn bản hatchback, nhưng không phải. Con này i10 thì lại hatchback đắt hơn. Cái tải hatchback lại đắt hơn con sedan. Sedan nhà mình có một con 2017 nhá, có bán có 301 thôi. 308 triệu, 305 triệu bao vào tin thôi. Nhưng con này phải bán 330, mặc dù đời 320 đời 2018 các bạn, mặc dù đời 2018 thôi, hơn một đời thôi, nhưng mà nó lại là bản hatchback thôi chứ không phải bản sedan, nhưng mà mình lại bán rẻ hơn so với bản sedan. Mẫu này đời 2018, động cơ 1.2 số tự động nhé, mang nước sơn màu nâu nguyên bản này, màu nâu đất rất là đẹp luôn. Mẫu này thì form mới rồi, sản xuất tại Việt Nam, có đèn gầm, có na đăng đúc xoắn mới nhé, na đăng phay này, và form dáng đẹp, có nẹp cửa và xe bao zin cho bà con về vấn đề đâm đụng bằng nước em bảo hành cho bà con luôn. Quý chị và con anh em mình ủng hộ Khả Năng thì alo trực tiếp cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 lấy mẫu xe này. Một mẫu xe mà tư nhân gia đình chính chủ, một chủ từ đầu. Đây biển số đây anh em. Nó có tem đăng kiểm, nó có số khung số máy, không chạy được đâu các bác an tâm. 14A44463. Đấy xe đẹp. Xe đẹp này, nhức lách luôn. Cứng cáp đẹp, không đâm va, không tai nạn và ngập nước, keo chỉ zin, máy zin từ dàn cò luôn các bác nhé. Đặc biệt là nếu các bác để ý nhé, nếu i10 mà cái con nào mà không có phanh đĩa đằng sau này, số tự động không có phanh đĩa đằng sau, nó là bản thiếu. Bản thiếu nó rẻ hơn 10 15 triệu, người ta bán 300 301 đấy, thì đúng là cái con như thế đấy, nó không phải bản đủ đâu. Đây mới là bản đủ này. Đấy. Bản đủ đời 2018 nhé, cao cấp nhất rồi, có i10. Đấy, không có phanh đĩa đằng sau thì nó lại rẻ đi khoảng 15 đến 20 triệu. Đấy. Thế anh em mình là lựa cân đối bản GLS này, số tự động đời 2018 nha các bác nhé, đi 8 vạn 8 rồi. Số tự động nội thất rất đẹp luôn, keo chỉ zin, máy zin. Trời đang mưa bão nên là quay nó không được lâu thì các bác thông cảm, nhưng em cứ đảm bảo cho bà con đủ tiêu chuẩn là được các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin, máy zin luôn. Đây em quay máy luôn cho các bác nhé, máy nổ êm ru không nghe tiếng động luôn. Sắp tới thì Khả Năng sẽ live stream trên TikTok và Facebook cũng như là YouTube các bác nhé, tại nhà. Nên quý vị chỉ con anh em mình ủng hộ thì anh em mình nhớ alo cho em đăng. Đây này, keo chỉ zin ốc cabo chưa bở nhé, keo chỉ zin này. Thì sắp tới thì tối thì Khả Năng sẽ lên sóng phục vụ cho bà con trực tiếp trên live stream, nói chuyện trực tiếp với nhau. Con nào thì báo hết cho các bác dễ. Có ngày tầm một tiếng thôi, đúng một tiếng thôi. Tầm khoảng 7:30, khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối hàng ngày, các bác sẽ được gặp Khả Năng trên các kênh sóng trực tiếp Facebook, TikTok cũng như là YouTube trên các nền tảng. Các bác ủng hộ hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ cùng Khả Năng nhé. Khả Năng chân thành cảm ơn. Xin chào người trong video clip tiếp theo.